Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, việc tham gia phục vụ lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhiệm vụ đầy ý nghĩa đối với Bình Nhất. Tham gia phục vụ lễ tang của Tổng Bí thư là một cơ hội để Bình Nhất thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc của mình. Vì họ không chỉ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể mà còn góp phần vào việc duy trì sự trang nghiêm của buổi lễ, từ đó nâng cao hình ảnh của quân đội và thể hiện sự tôn trọng đối với nhà lãnh đạo đã qua đời. Bình Nhất Trần Ngọc Bình, 20 tuổi cùng đồng đội, đã trải qua một tuần tập dượt khẩn trương. Cậu là một trong số những người lính được chọn để khiêng linh cữu Tổng Bí thư với nơi an nghỉ cuối cùng. Người lính nâng linh cữu Tổng Bí thư, đó là vinh dự của tôi và gia đình. Đối với Trần Ngọc Bình, con trai của một gia đình nông dân ở Thái Thụy, Thái Bình, từ xã quê hương để thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 năm tại đoàn nghi lễ quân đội là một ngã rẽ bất ngờ. Trong vô vàn lứa quân nhân nghĩa vụ tại đoàn nghi lễ quân đội, Bình và các đồng đội của mình vinh dự được phục vụ thời khắc cuối cùng của vị Tổng Bí thư mà cả nước tôn kính. Bình chia sẻ, lúc chưa vào bộ đội, bạn chỉ biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên TV. Biết bác là người có nhiều đóng góp cho đất nước, đặc biệt trong việc phòng chống tham nhũng, tham ô. Bố làm nghề tài xế, mẹ làm ruộng. Bình tốt nghiệp cấp 3 rồi đi làm công nhân tại một công ty ở địa phương. Ngã rẽ đến khi cậu quyết định khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Với chiều cao 1m84, khuôn mặt tuấn tú và vượt tiêu chuẩn khác, Bình được tuyển chọn vào đoàn nghi lễ quân đội. Đến khi vào quân ngũ, cậu mới hiểu hơn về công lao, tầm ảnh hưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bức ảnh Tổng Bí thư cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn được treo trang trọng trong phòng sinh hoạt chung, phòng Hồ Chí Minh của đơn vị. Cậu cũng được biết Tổng Bí thư đồng thời là Bí thư Quân ủy Trung ương, người lãnh đạo tối cao của toàn quân. Bình thấy rất vinh dự vì được phục vụ lễ quốc tang của bác. Bố mẹ Bình cũng rất vinh dự tự hào khi biết con mình đóng góp một phần nhỏ vào công việc này. Binh lính đứng dưới sân tập của đoàn nghi lễ quân đội cùng khoảng 300 cán bộ chiến sĩ trong buổi luyện tập cuối cùng trước ngày quốc tang. Các khối lính đi ghệt, bùng súng CKC gắn lưỡi lê. Tất cả đều trong tư thế nghiêm trang nghe vị chỉ huy phổ biến tính chất quan trọng của nhiệm vụ lần này. Xung quanh họ, các vật chất huấn luyện tượng trưng cho vòng hoa, linh cữu được xếp gọn gàng. Thứ duy nhất không phải là tượng trưng là chiếc linh xa gắn cỗ pháo 120mm với lồng kính chứa linh cữu được đặt bên trên. Lực lượng chính và chủ yếu phục vụ tang lễ của Tổng Bí thư là các hạ sĩ quan binh sĩ trẻ. 100% quân số đều xác định rõ tư tưởng, ý thức trách nhiệm. Buổi duyệt cuối cùng vào chiều 24 tháng 7, các đồng chí đều đạt kết quả tốt. Thiếu tá Quang Huyền Thơ, đội trưởng đội tiêu binh danh dự đoàn nghi lễ quân đội cho biết, lúc nhận tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, cả đội ai cũng đau buồn và xúc động. Nhưng đồng thời, anh và các đồng đội đều xác định sắp tới sẽ là nhiệm vụ đặc biệt để thể hiện sự tri ân đối với vị Tổng Bí thư đáng kính. Cán bộ, chiến sĩ của đội đều gấp rút chuẩn bị, tích cực luyện tập theo kịch bản tang lễ đã được thống nhất. Thiếu tá Thơ đã trải qua 5 lần phục vụ quốc tang. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này với anh rất đặc biệt, cả về quy mô chuẩn bị, lực lượng tham gia và những cảm xúc đi kèm. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng số 1 của cả đơn vị. Trong một tuần Hà Nội mưa triền miên, cán bộ chiến sĩ của đoàn nghi lễ quân đội vẫn luyện tập 3 ca, sáng, chiều, tối, ca thứ bảy chủ nhật. Những kế hoạch nghỉ phép về thăm gia đình của cán bộ chiến sĩ đều được gác lại để tập trung phục vụ quốc tang. Chỉ huy đội tiêu binh chia sẻ, trong đơn vị có đồng chí quê ở Ninh Bình, tuần vừa rồi gia đình báo lên là con đang ốm. Tuy nhiên đồng chí ấy đã gọi điện về động viên gia đình, hẹn sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ về thăm nhà sau. Nội dung luyện tập vất vả nhất là khiêng linh cữu, phải làm chuẩn xác từng ly từng chút một. Trong lễ tang có 2 lần họ trực tiếp nâng linh cữu của Tổng Bí thư là khi từ nhà tang lễ ra xe linh xa và từ linh xa đến nơi chuẩn bị mộ phần. Thiếu tá Quang Huyền Thơ chia sẻ, nhiệm vụ này là vô cùng vinh dự, tự hào, xen lẫn đó là trách nhiệm của một quân nhân khi được phục vụ những giây phút cuối đời của Tổng Bí thư. Vì vậy, dù nắng mưa, anh em đều rất cố gắng luyện tập. Trong ký ức của các sĩ quan công tác lâu năm ở đoàn, quốc tang là nhiệm vụ đặc biệt, không ai mong muốn. Lần phục vụ quốc tang gần nhất là của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vào năm 2020. Khán phòng nơi viết sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhiều người trẻ lưu lại, xúc động ghi chia sẻ với người lãnh đạo đáng kính.
thần tượng như một số bạn ghi trong sổ tang. Có thời điểm 24 bản ghi sổ tang đều là các bạn trẻ cặm cụi viết. Từ 13 giờ chiều ngày 25 tháng 7, khuôn viên Dinh Độc Lập tấp nập người dân, cán bộ, công chức, viên chức đến đăng ký vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trời thành phố Hồ Chí Minh từ cuối giờ sáng, mưa đổ tầm tã, những dòng người đến viếng dần thêm đông. Trong số đó đáng chú ý có nhiều bạn trẻ lặn lội từ Đồng Nai, Bình Dương hay các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh đến để dành phút mặc niệm một người lãnh đạo như các bạn chia sẻ là đáng quý mến, đáng tự hào. Bạn Như Mai chia sẻ là con người của thời đại mới, cháu xin hứa sẽ cố gắng phát triển, học hỏi để góp chút công sức nhỏ, đưa nước ta ngày càng phát triển, nâng cao uy tín hơn nữa với bạn bè thế giới. Khi biết tin bác Trọng mất, trong lòng con rất buồn. Bác Trọng để lại những bài học quý giá về đạo đức con người, những mục đích cao cả để phấn đấu. Bác Trọng là ngọn hải đăng làm thức tỉnh ý chí của con, dù con không thể nói với ai trước đây. Đưa tiễn bác Trọng, mong bác Trọng yên nghỉ bên những đồng chí kính yêu. Bạn Vương Thái Thùy Trang sinh năm 2006 thổn thức. Từ khi nghe tin bác Trọng mất, cháu cảm thấy rất trống vắng và cực kỳ tiếc nuối. Đất nước đã mất đi một người lãnh tụ vĩ đại, cống hiến hết cả đời mình cho nhân dân và đất nước. Bác Trọng là một người cộng sản chân chính, là con người có những đức tính cao cả. Cháu xin hứa sẽ cống hiến hết mình cho đất nước, trở thành một người cộng sản chân chính như bác Trọng và những anh hùng đi trước. Bạn trẻ Nguyễn Thị Thùy Dương cũng viết ra những dòng tri ân đầy xúc động. Chúng con là những người trẻ, chúng con biết ơn sâu sắc những hy sinh và cống hiến của Tổng Bí Thư trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Biết ơn sâu sắc sự phụng sự hết lòng vì toàn dân, phụng sự cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại. Chúng con xin noi theo gương bác Trọng, người có nhân cách lớn cùng trái tim vĩ đại. Là chủ một doanh nghiệp trẻ, sinh sống ở thành phố Thủ Đức và lâu nay ngưỡng mộ nhân cách Tổng Bí Thư, anh Trần Hoàng Cường viết, con chưa từng được gặp bác Trọng, chỉ thấy bác Trọng trên TV và tin tức, nhưng từ lâu đã xem bác Trọng như người thân vì những đóng góp, những hy sinh của bác Trọng và cả một đời vì nước, vì dân. Con rất ngưỡng mộ tư tưởng, nhân cách vĩ đại và những thành công của bác Trọng đã mang lại một đất nước Việt Nam phồn thịnh trong sạch. Hiện tại con là một công dân yêu nước, là chủ của một doanh nghiệp nhỏ. Con sẽ sống và làm việc theo tư tưởng của bác Trọng, bỏ qua những lợi ích cá nhân, hết mình làm việc và xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp. Dưới cơn mưa chiều 25 tháng 7, dòng người tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống nhất quận 1 thành phố Hồ Chí Minh càng lúc càng đông. Trong số hàng nghìn người đến tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có cả học sinh, những công dân trẻ của thành phố tuần tự xếp hàng chờ. Dù chưa được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hình ảnh người lãnh đạo có lối sống giản dị, mẫu mực, gần gũi người dân đã để lại trong lòng thế hệ trẻ thành phố Hồ Chí Minh nhiều cảm xúc và bài học. Hầu hết những người đến viếng chưa một lần được gặp trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, hình ảnh về một người lãnh đạo có lối sống giản dị, mẫu mực, gần gũi người dân đã để lại trong lòng thế hệ trẻ thành phố Hồ Chí Minh ấn tượng và cả những bài học quý giá. Chị Trương Hồng Vân, 26 tuổi, ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh nghẹn ngào. Tôi chỉ là một công dân bình thường, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và chưa một lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng giống như bao người Việt Nam khác, rất xúc động, khó để nói hết cảm xúc của mình lúc này. Xếp hàng tại cổng Hội trường Thống nhất từ lúc 13 giờ 30 phút, chị Vân chờ hơn 1 giờ để tới lượt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong quãng thời gian đó, cơn mưa lớn đổ xuống đột ngột khiến nhiều người đứng ở khuôn viên Hội trường Thống nhất không kịp tìm chỗ trú. Chị Vân kể lại, trước đây chị vốn là người ít quan tâm đến các vấn đề thời sự. Qua các đoạn phim, hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị cảm thấy những lời dạy, lời gửi gắm của vị lãnh đạo như ngấm vào người và là hành trang cho chị trên quãng đường dài sau này. Kể từ đó, chị luôn dõi theo từng hoạt động, phát biểu và cả tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư. Sau khi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Trương Thị Hồng Vân chia sẻ, muốn ghi rất nhiều điều, gửi gắm nhiều tâm thư, tình cảm, thông qua những dòng chữ trong cuốn sổ tang. Thế nhưng lúc đó chị không thể kìm được nước mắt, những suy nghĩ trong đầu trở nên rối bời và không thể bày tỏ bằng bất kỳ câu từ nào. Những gì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm cho đất nước, cho dân tộc thì bất kỳ ai cũng đã biết. Thế hệ trẻ chúng tôi sẽ luôn nhớ về những gì bác Trọng từng căn dặn. Khi biết tin bác Trọng phải nằm viện điều trị mà vẫn làm việc,
tôi nghĩ bác sẽ sớm khỏe lại. Khi nghe tin bác Trọng mất, cảm xúc duy nhất là xót thương, đau buồn. Sau lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhóm 4 học sinh của trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh nán lại một lúc tại phía trước sân hội trường Thống Nhất, nhìn về phía khu vực viếng trong khi trời vẫn mưa lâm râm. Các em đều ở độ tuổi 15, thuộc nhóm học sinh chuyên lịch sử của trường. Em Nguyễn Hạo Nhiên chia sẻ, qua những bài học, câu chuyện được thầy cô giảng dạy trên lớp, chúng em biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một vị lãnh đạo tài giỏi nhưng sống giản dị. Em ấn tượng nhất ở bác Nguyễn Phú Trọng là sự liêm khiết, trung thực. Bác sẽ luôn là tấm gương sáng để thế hệ chúng em noi theo, phấn đấu và hoàn thiện bản thân. Viết trên sổ tang, năm sinh của trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong thể hiện sự thành kính và nỗi buồn khi tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Em cũng mong muốn có thể cùng các bạn học hỏi theo tấm gương của Tổng Bí thư, trở thành người có ích cho đất nước. Em Phương Vi, ngụ tại quận Gò Vấp cũng chia sẻ, qua những bài học đoàn phim trên truyền hình, em biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo đất nước đạt nhiều thành quả nổi bật trong giai đoạn mới. Giống như những người bạn cùng lứa tuổi, vì ấn tượng với hình ảnh một vị lãnh đạo cấp cao nhưng rất hòa đồng giản dị. Vì ấn tượng nhất là hình ảnh Tổng Bí thư thăm đồi chè ở tỉnh Thái Nguyên. Những hình ảnh ấy cho thấy một nhà lãnh đạo không hề có sự xa cách với người dân, với người lao động. Vì cũng bày tỏ, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho em những cảm xúc chưa từng được trải qua. Theo em, hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đọng lại mãi trong thế hệ trẻ và là tấm gương sáng để mỗi người tiếp tục học hỏi, phấn đấu, hoàn thiện bản thân và đóng góp cho Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.